Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện giờ Minh Toàn đang ở trên tuyến đường Tố Hữu kéo dài. Tuyến đường này là ở đây là Tố Hữu kéo dài và là cầu của làng Lá Khê. Thì bây giờ Minh Toàn sẽ lưu thông trên đường Tố Hữu này. Minh Toàn đang đi hướng từ dưới đường Lê Trọng Tấn đi về ngược đường lên trung tâm của Hà Nội đấy. Và trên đường Tố Hữu này thì quý bà con cô bác quan sát cũng có thể thấy là có rất là nhiều nhà cao tầng, các cái khu chung cư. Ví dụ như ở đây là khu cư của Nam Cường, Mưu Linh. Và quý bà con cô bác sẽ quan sát được ở trên đường Tố Hữu này có các cái khu đô thị nổi lên, nhất là khu đô thị Dương Nội. Đây, trên tay trái của chúng ta đây là khu đô thị Dương Nội, là một trong khu đô thị mới của quận Hà Đông cũng như là Hà Nội, Việt Nam ngày nay. Tuyến đường Tố Hữu là một trong tuyến đường mà nối giữa đường Lê Văn Lương kéo dài và đường Lê Văn Lương xong xuống đường Tố Hữu và xuống đường Tố Hữu kéo dài. Ê, quý bà con cô bác cũng có thể thấy là các tòa nhà cao tầng ở đây là mọc ra nhiều, và bên tay trái của chúng ta là khu Dương Nội, đô thị Dương Nội mới. Đấy. Minh Toàn đang đi xe máy, thành ra là giọng nó hơi rung. Rất mong quý bà con, cô bác hết sức thông cảm cho Minh Toàn nhé. Và Minh Toàn chia sẻ ở đây là với tư cách là một người đi khám phá, Minh Toàn thích khám phá các cái vùng địa danh chứ không phải là một hướng dẫn viên du lịch. Nên mà trong quá trình chia sẻ nó sẽ có nhiều cái mà nó không được chuyên nghiệp. Minh Toàn chia sẻ với một tư cách là cá nhân. Có gì mong quý vị và bà con cô bác thông cảm cho Minh Toàn ạ. Tuyến đường Tố Hữu và Lê Văn Lương cũng như là Lê Văn Lương kéo dài này thì như bà con cô bác đang nhìn thấy, đây là một cái nhà chờ của xe buýt nhanh, buýt BRT. Xe buýt này thì cái tuyến đường này thì dành hẳn riêng một cái làn cho xe buýt nhanh BRT chạy. Nhưng với cá nhân của Minh Toàn thì thấy cái tuyến buýt nhanh này hoạt động nó không hiệu quả lắm. Bởi vì là cũng xây dựng mười mấy năm mới xong quý vị và các bạn ạ. Nếu mà cách đây đưa vào sử dụng đúng theo tiến độ thì đã sử dụng được 10 năm rồi. Mà buýt này cũng mới hoạt động được mấy tháng thôi, chưa được một năm đâu ạ. Wow, đây một vụ tai nạn. Minh Toàn đang gặp một vụ tai nạn ở đây thì Minh Toàn quay những cái hình ảnh này lại cho quý bà con cô bác đã nhìn thấy nhé. Khi mà chúng ta cũng rút kinh nghiệm, khi mà chúng ta lưu thông ở trên đường thì chúng ta cũng nên thận trọng.
tai nạn giữa xe máy và ô tô con. Đây mình toàn sẽ lưu lại một vài cái hình ảnh. Tai nạn này người được gì không anh? Chắc đi viện rồi. Cả lái xe ô tô cũng được. Chắc là nhòm biển số xe để lô đề ấy mà, hoặc là chắc là tìm người thân. Người xe móp hết mà. Mến thưa quý bà con, cô bác, Minh Toàn đang lưu thông trên tuyến đường Tố Hữu thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội của Việt Nam. Ở đây thì bà con cô bác có thể thấy trước cái mặt của chúng ta là con đường Lê Văn Lương. Lê Văn Lương kéo dài, và nếu mà chúng ta rẽ phải là chúng ta sẽ về với về trung tâm của Hà Đông, tức là về bưu điện Hà Đông đấy. Còn chúng ta đi thẳng là chúng ta lên trung tâm của thành phố Hà Nội. Đường Hà Nội bây giờ cũng khá là vắng, bởi vì là hiện giờ là đang là 12 giờ trưa, hơn 12 giờ trưa. Trời ngoài, nhiệt độ ngoài trời của Hà Nội là khoảng 36 đến 38 độ C bà con ạ. Và Minh Toàn xin mời bà con chúng ta hãy tiếp tục nhé. Đây quý bà con cô bác có thể nhìn thấy là hai bên đường Tô Hữu thì rất là nhiều cái nhà liền kề mọc ra. Mà chúng ta lưu thông đường Tố Hữu thì ở đây Minh Toàn đang lưu thông từ hướng từ dưới Hà Đông lưu thông lên đường trung tâm Hà Nội, và quý vị và các bạn đang nhìn thấy là cái tuyến buýt nhanh BRT. Tuyến buýt nhanh BRT thì cái tiến độ thi công thì phải mất hơn 10 năm, và 10 năm trước thì nó còn hiệu nghiệm, còn bây giờ cá nhân Minh Toàn cảm thấy nó không có hiệu quả lắm.
Và trên tuyến đường này thì dành hẳn một cái làn đường dành cho buýt BRT. Đây. Buổi chiều thì ở Hà Nội ngày nay là tình trạng tắc đường rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ là đang là 12 giờ hơn buổi trưa, thành ra là cái đường ở Hà Nội khá là vắng các bà con ạ. Đây, mình toàn là xin phép mình toàn rẽ đường này nhé, rẽ đường này để về chỗ Hà Đông. Chúng ta đang lưu thông trên tuyến đường mà từ Lê Văn Lương kéo dài mà chúng ta lưu thông về phường Bổ Lao, quận Hà Đông. Thì như bà con cô bác cũng đang thấy, ở đây là Hà Đông bây giờ rất là phát triển. Các tòa nhà cao tầng cũng như là chung cư đã rất là nhiều. Và đây Minh Toàn xin phép bà con Minh Toàn rẽ trái nhé. Đây quý như bà con cô bác có thể nhìn thấy các cái tòa nhà rất là hoành tráng, các tòa nhà chung cư. Và Minh Toàn đang đi trên cái tuyến đường Nguyễn Văn Lộc của Hà Đông. Nói về thêm tuyến đường Nguyễn Văn Lộc này là một trong những cái tuyến đường mà sầm uất nhất nhì của Hà Đông bây giờ. Và chắc hẳn là quý vị và bà con cô bác đang nghe cái giọng của Minh Toàn nó hơi rung, bởi vì là Minh Toàn đang đi xe máy để quay cái video. Cũng rất mong bà con cô bác và các bạn hết sức thông cảm cho Minh Toàn nhé.